các bác vừa nghe được một cái đoạn nó rất là hay đúng không các bác? Một đoạn nhạc. Thì với một bộ cấu hình như thế này thì em đang đánh với một con đẩy LAP D850 các bác nhé. Con đẩy Class D này sức mạnh nó cực kỳ lớn, đang đánh với hai đôi bát 30 mà nó nhẹ như không ấy các bác, nhẹ như không. Cái đèn này, cái đèn sinh thì nó mới chỉ hơi nháy thôi. Cái đèn sinh là đèn tín hiệu ấy bác, nó chỉ hơi nháy thôi, nó chưa nháy lớn luôn. Con này thì có thể đánh được một cặp 40 to hoặc là một cặp 40 đôi nhưng mà quay 76 các bác nhé. 850W một kênh, rất là khủng luôn. Với ghép với bộ này thì em có ghép với con K9000 Flute. Con này thì ra tiếng nhạc cực kỳ hay vì sử dụng cái chip ADSP 21489 của Mỹ đó. Đấy thì các bác đeo tai nghe đi, thì em sẽ hát cho các bác nghe một bài để test âm thanh luôn của bộ này. Bộ này thì hai đôi loa bass 30, một đôi 712 chuyên lời, một đôi EV12 thì chuyên bass. Đấy, ghép hai đôi này thì cực kỳ là hợp với lực các bác nhé, tiếng cực kỳ sáng. Mời các bác đeo tai nghe đi các bác nhá. Hát rất là hứng luôn các bác, rất là hứng hát với bộ này. Mic rất là nhẹ và không bị hú. Tí nữa em sẽ đứng lên trên kia em hát cho các bác nghe nhá. Tôi quen biết em giữa một đêm thật tình cờ. Sân ga vắng thương người, vòng kia vẫn luôn rơi. Tình tình chưa thành đời vì đại tình còn gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn đầu. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hại hồ. Bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tạ từ và sợ đường tình hai lối. Thì tôi chỉ xin em nếu yêu nên yêu thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thường. Đường tôi về đến nay gió quyên lặn buồn hoa. Anh đẹp thật buồn, cô đơn càng rét mướt. Nhớ người thật nhiều đành gọi thầm. Tôi theo lối xưa đến tận nơi mình hẹn hò. Hôm nay phố đông người, ngày cùng tôi đứng trong em. Đợi qua từng giờ lòng cảm bối hồi sao xuyên. Và tôi bước bâng khuâng vì chua cay lẫn đèn hôn. Trở lại sân ga đón tàu tôi về một mình. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi mau. Tình yêu đã mong thành bông béo vào mấy con. Tàu đến vẫn âm u mà người tình vào thiên thu. Rồi, với một bộ cấu hình như này thì rất là bình dân các bác nhá. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên đầu video, phía trước video thôi nhá. Đấy, thì cảm ơn các bác đã xem video của em. Hẹn các bác ở những video clip mới nhất. Chào tất cả các bác.